Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 123. Có công đoạn mà Tổ sư Liên Trì là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, ngài dạy về cái hạnh mà hiếu với ông bà cha mẹ ở thế gian như thế nào mới là hiếu. Đoạn văn này những đức đọc cũng rất nhiều lần, nhưng nghe hoài cũng không có thừa đâu quý vị. Giúp cho những người con, người cháu khi phát tâm đi tu mạnh mẽ, vượt qua được cái tình ái nhiệm buộc ràng của người thân. Có những người ông bà cha mẹ họ bị cái tình chấp này rất là nặng nè quý vị, không thoát ra được. Nào là con trai nói giỏi tông đường, phải không? Rồi nào là giữ bằng thờ mồ mả ông bà. Những cái điều này thì thật sự không phải sai, nhưng mà nói đến cái việc mà Phật Pháp dạy giải thoát á, thì cái việc này là cái việc mà buộc ràng đời đời kiếp kiếp trong lục đạo luân hồi khổ, không thoát ra được. Từng đời của ông bà cứ tiếp nói như vậy, giống như họ bị cái văn tự chết buộc cứng luôn. Họ không có nghe được Phật Pháp để mà phát triển cái sự sống động. Cuộc đời của ông bà cha mẹ mình từng đời đi qua, phần nhiều là tạo nghiệp vì người thân rồi đi đọa lạc. Tới đời của chúng ta không lẽ tiếp tục như vậy sao? Nên mình là người nghe đạo, mình phải vượt qua được cái sự ái nhiễm của người thân, cái sự buộc ràng của người thân. Dù biết rằng là ông bà cha mẹ của mình, nhưng mình dù là con cháu, nhưng mà khi mình nghe Phật Pháp, mình tiếp nhận Phật Pháp, có nghĩa là cái thiện căn phước báo nhân duyên của mình nó sâu dày hơn ông bà cha mẹ. Quý vị phải biết rằng trong lục đạo luân hồi này nó cứ lộn vòng vòng, bữa nay làm ông bà cha mẹ, rồi ngày mai là con cháu. Có khi đời này là cha mẹ người ta, đời sau là vợ chồng ta không chừng. Nó cứ lộn vòng vòng như vậy. Nếu như chúng ta không thoát ra được cái sợi dây ái nhiễm này, thì chúng ta cũng quay vòng vòng ở trong cái sự ái nhiễm đó mà chịu khổ trong lục đạo luân hồi. Chỉ một đời ngắn ngủi này qua rồi gặp mặt nhau cũng không biết nhau. Đời này là cha con mà đời sau có khi là vợ chồng. Quý vị coi, nó loạn lưng đủ cách ở trong cái lục đạo luân hồi này. Có khi đời này là cha mình, đời sau có khi mình ăn thịt cha mình. Cha mình làm súc sanh, mình thì được làm người mình ăn thịt. Rồi đời sau khi mình làm súc sanh, cha mình được làm người thì cha mình ăn thịt lên mình. Nên mới nói là người chết làm dê, dê chết làm người. Nó cứ quay hoàng hoài như vậy đó. Nên mình là người nghe đạo, mình hướng đến chỗ giải thoát, mình phải nhìn nhận rằng
Tuy mình là con cháu, nhưng mình lại gặp Phật Pháp, mình lại tiếp nhận cái Pháp giải thoát. Vậy thì mình đã hướng đến chỗ giải thoát là sáng suốt. Vậy thì mình phải mạnh dạn mình đi con đường này. Mình đừng có bị cái sự buộc ràng của người thân lôi kéo. Nên tất cả những người phát tâm đi tu phải mạnh dạn. Vậy coi nếu Thái tử Tất Đạt Đa mà không mạnh dạn thoát ra khỏi sự ái nhiễm của người thân, dòng tộc, rồi danh, rồi lợi, sắc, làm sao mà Thái tử đi tu đạo giải thoát được quý vị? Nên mình là người học Phật thì mình phải vượt qua được cái sự ái nhiễm của người thân. Đây là chỗ quan trọng thì tiến tới cái chỗ tu giải thoát. Vì con đường của mình đi mình biết, biết con đường mình đi là niệm niệm vì tất cả mọi người, chứ không phải vì cá nhân mình. Những đức từng nói một câu rằng mình với người thân mình giống như chơi trò chơi kéo co vậy đó quý vị. Lúc còn nhỏ chơi trò chơi kéo co, hai người nắm tay nhau, một bên đây là bên trái, bên đây là bên phải, thì cứ kéo. Bên nào mạnh thì kéo đối phương về bên đó. Nếu như chúng ta là người nghe Phật Pháp, mình phát tâm dũng mạnh, cực kỳ mạnh, thì nhất định mình sẽ kéo người thân mình vào đạo. Còn nếu như tâm tư của mình tu mà yếu ớt, không có sự quyết đoán mạnh mẽ, thì người thân mình sẽ kéo mình đi ra ngoài. Có một cái cô này cũng năm nay ba mấy tuổi, tu trong chùa tính ra nhiều năm lắm đấy quý vị. Nhưng mà ngày xưa ngoài đời, nghĩa là gia đình cũng có điều kiện, từ đồ đạc, cuộc sống cá nhân, rồi vui chơi này kia đồ, tương đối bận đồ, đồ hiệu đồ này kia vậy. Cái bước vào ngôi Tam Bảo một thời gian rất là dài, không hòa nhập được với chút. Có khi người thân lâu lâu lên thăm là mua đồ cho cô này kia. Những đức thường khuyên, những đức nói mình phải vượt qua chỗ đó. Mình đi tu mình phải vượt qua chỗ đó thì người ta mới thấy Phật Pháp đặc biệt, mình mới hướng cho người ta. Còn nếu như bây giờ mình cứ nhận ăn huệ của người thân ái nhiễm, có ngày nó kéo mình ra ngoài. Nhưng mà cô ở trong chùa tu thời gian cũng rất là lâu, nhưng mà cái tâm tư cô nó yếu vô cùng, không có sự quyết đoán mạnh mẽ. Lúc vui lúc buồn, buồn giống như là mưa nắng thất thường, không có sự quyết đoán. Rồi người thân thường lên cứ rủ về thăm nhà. Hôm qua cô gặp những đức, cô xin những đức nói, những đức hỏi cô muốn về hay cô muốn ở đây? Cô im gu, cô không biết trả lời sao. Những đức mới nói với các huynh đệ rằng cái cô này tu hành cũng chưa có rõ ràng quyết định mạnh mẽ. Tuy là ở trong chùa thời gian rất là lâu, ba mươi mấy tuổi mà sự quyết đoán không có quyết chí mạnh mẽ. Nếu như mà cổ đi theo người thân của dìa thì chuyển lời của những đức nói cổ cái dìa luôn đi. Tại vì cho họ nếm được cái hương vị khổ đi. Mà họ có hiểu đó quý vị à, họ đã khổ rồi, cũng có cái khổ gì rồi mới đi vô trong ngôi Tam Bảo tiếp nhận Phật Pháp. Nhưng mà thường bị người thân dẫn dắt lôi kéo, trong khi mình tu mình không chịu dẫn dắt lôi kéo họ. Mình phải gầy dựng mình cho thiệt mạnh chứ. Nên khi mình ở trong ngôi Tam Bảo tu mà người thân đến nói nào là nhà có người bệnh người đau, cái này là quan gia trái chủ đến khảo đạo. Lúc trước những đức trên Đà Lạt, những đức lo tu, tại những đức đã vượt qua được cái chuyện người thân đi tu cho nó 5 năm chờ thời gian có đi về. Ở nhà bà ngoại chết nè, rồi chị chết nè, người thân mấy người mất trong vòng 5 năm. Gia đình những đức không có ai báo những đức biết. Sau này đi xuống dưới Vũng Tàu này thì người thân có đến chùa, thì họ mới nói những đức nghe. Những đức hỏi ủa vì sao mấy anh chị không báo cho em biết? Nói em đã chọn con đường tu thì để cho em tu. Con đường này anh chị đi không được thì cái chuyện ở gia đình dù như thế nào cũng anh chị phải giải quyết. Cái con đường đi của em anh chị đi đâu theo đâu có được đâu. Vô chùa lâu lâu tu một tuần hai tuần rồi chạy về nhà. Còn em ở trong chùa quanh năm suốt tháng,
Em cứ lo việc trong ngôi Tam Bảo hết lòng hết dạ đi là được rồi. Còn cái chuyện gia đình, chuyện này chuyện kia thì chuyện này xã hội để xã hội lo. Quý vị coi, tuy gia đình những đức họ không có tu hành gì nhiều quý vị, nhưng họ có một cái góc độ cực kỳ là hỗ trợ cho mình lớn. Mà vì sao người thân những đức có thể hỗ trợ những đức như vậy? Vì chính cái tâm tu của những đức nó đã vượt qua được cái sự ái nhiễm của người thân. Từ khi còn nhỏ nó có sự lập trường cực kỳ mạnh, quyết đoán mạnh, gặp sự khó khăn cũng nhẫn nại mạnh. Cũng như những đức nói với vị nghe, những đức đi làm công, vào chỗ làm người ta chửi những đức quá trời, ăn cơm mà nước mắt nhiễu vào chén cơm. Khi nhiễu vào chén cơm xong, những đức quyết định rằng mình nhất định sẽ học được cái nghề này dù bị chửi cỡ nào. Bây giờ cứ mang cái tâm chấp nhận bị chửi để khoán đấu. Thì từ đó về sau chửi những đức không còn ăn thua gì. Con người sống trong cuộc đời này, cái quan trọng là càng gặp khó khăn thì càng giúp cho mình mạnh mẽ. Mình đã phát tâm đi tu, nhất định phải vượt qua được cái ái nhiễm của người thân. Ái không nhiễm không sanh ta bà mà. Niệm Phật không gây dựng tín nguyện chuyên nhất thì không sanh cực lạc. Nên mình phải mạnh mẽ để dẫn dắt người thân vô trong ngôi Tam Bảo. Chỉ cần mình kiên nhẫn, mình phục vụ chúng sanh, nhiệt tình tu hành, đừng có suy nghĩ đến họ nữa, thì tức khắc quý vị sẽ giúp được họ. Lâu lâu gặp họ thì mình có đủ năng lượng để giúp họ. Còn kiểu mà sống như dở ương ương, như là lục bình trôi sông, như mưa 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 nắng nắng, thì sống cho qua ngày đoạn tháng, đời cũng không thành công của đời, mà đạo cũng không thành công của đạo. Nên chúng ta phát tâm đi tu nó phải mạnh mẽ. Con đường này quý vị coi, người thân mình vô đây tu được không? Có mấy người vô đây tu? Nên chúng ta đã đi được con đường này, nhất định bây giờ suy nghĩ mạnh mẽ là chúng ta đã hơn họ rồi. Mình phải quyết định con đường này, mình lập chí sáng suốt, mạnh mẽ, quyết đoán, thì mình không có bị cái sự ái nhiễm người thân gì buộc ràng mình. Đừng có bao giờ suy nghĩ rằng bây giờ mình có lỗi bất hiếu gì. Bây giờ ông bà cha mẹ mình già đưa vô đây cho mình lo, họ không chịu vô. Bây giờ mình lo hết, mình không kêu họ đưa tiền luôn, họ không vô. Nhưng qua cô, qua gia đình nói có người ông muốn gặp cháu, kêu về cho xin về 3 tuần. Rồi ta tự nhiên ta tu trong chùa, tự nhiên kêu về ở nhà 3 tuần. Tào lao ghê. Còn cô đó cũng dở dở ương ương. Bởi vì sao? Độ người thân. Đi tu mà để cho người nhà người ta ghét ông thầy giúp cho mình không? Trong khi mình vô đây người ta lo cho mình quá trời luôn, mà làm cho người nhà còn ghét mình nữa chứ. Ghét cái gì? Xin cho cháu tôi về, không chịu cho về. Nó muốn về mà ông thầy không cho về, ông thầy ác cái gì? Vì coi, mình đi tu mình không hiểu cái chuyện người thầy nó giúp mình, nó có đủ năng lực để nó dẫn dắt người thân mình, mà mình phải mạnh mẽ kìa, quyết đoán kìa. Có những bà già trong chùa, bà ở đây mà những đức lo vậy, con cháu bà kêu bà về nên nó thầy không cho về, bà nói mấy câu gì không quý vị, đẩy mình ra không? Đúng là dân anh hùng gom rác không, ngộ ghê. Mỗi ngày thì người ta lo quá trời cho mình luôn, mà đụng chặn đẩy mình ra. Còn có những người làm những công việc mình không biết cái sự suy nghĩ. Có khi những công việc làm được rồi thôi, không được nó thầy kêu đó, ngon ngon tôi kêu qua gặp thầy. Làm cho người ta có khi thấy phản cảm, ghét mình, mà cũng có khi mất lòng, không thích ông thầy, thì người ta hết phước thì người ta cuối cùng ra khỏi chùa. Vì coi cái góc độ làm việc không hiểu đó. Nên những người trong ngôi Tam Bảo mình phải có góc độ sâu sắc. Mình muốn độ được người thân mình thì mình phải kết hợp kia. Thôi bây giờ con cháu đến bắt đầu nó thăm, bắt đầu đem điện thoại nó đưa, nó bấm có hình rồi cho coi con, cho coi cháu nhà. Hôm qua những đức xử anh bà già cho đi về nhà đó. Con cháu đến đưa điện thoại, những đức đến, những đức nói thôi được rồi, quy tắc của chùa bà cụ này bà không chấp hành nội quy, bây giờ anh chị đem bà cụ về nhà chăm lo luôn đi. Những đức làm việc rất là rõ ràng, cái quy tắc là quy tắc à. Giải quyết một người để làm gương, giải quyết xong rồi thì tất cả các cụ khác cứ theo cái đà đó phạm là xử lý. Biết rằng người tu đến chùa mình quý, nhưng phải chấp hành nội quy giùm cho người ta kìa. Một người được, 10 người được, mấy trăm người được, vậy ngôi chùa này ra gì nữa.
Quý vị vừa tu ngon, nó đến nó thăm quý vị một cái, đưa điện thoại, rồi điện thoại người nhà này nói kia. Tu một năm đến ngày nó xả sạch nhách cho quý vị luôn, ngu si hết chỗ nói. Mình phải thoát ra được một hai cái. Người tu với một hai việc làm lạ một chút. Người ta đi tu bao nhiêu năm chờ, người ta không quan niệm người thân gia đình gì hết. Thương không? Đối với người xa kẻ lạ người ta còn lo còn thương chứ người thân. Nhưng mà vì chưa đủ duyên để con bên đi. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày nói, đời này tu tịnh độ thì đời này được thành tựu. Nếu đời này mà bỏ tịnh độ thì không có pháp nào để cho chúng ta thành tựu. Vì thì các pháp khác mình cần có tu hay không, để qua một bên đi. Chúng ta bây giờ chuyên nhất niệm Phật để sanh về cực lạc đi. Về cực lạc rồi muốn học gì học, đầy đủ trí tuệ mà được Phật A Di Đà dạy nữa. Chỉ cần nghe một bài pháp đó là thông hiểu, tăng cảnh giới. Còn ở đây mà tạp tu, biết chừng nào đi về cực lạc, biết chừng nào được giải thoát. Vì có học hoài đi chăng nữa cũng không được thành tựu. Không phải là không học, mà bây giờ chưa đủ năng lực học, để qua một bên đi. Rồi chúng ta chuyên nhất niệm Phật, gầy dựng tính nguyện, được sanh về cực lạc, đi muốn học gì học. Vì coi các ngài từ bi chưa, giảng dạy đến mức như vậy luôn á. Nên có nhiều người tu ở thế gian này nhào vào con đường tu, cái là thích nghiên cứu, thích học, muốn làm những người cao siêu. Cuối cùng thì ra đi miệng gọi cha kêu mẹ, tay chân cuốn cuồng, án tổ ra nói còn thua một bà già chuyên nhất niệm Phật mà chưa đủ tín nguyện. Đây là lời án tổ dạy. Nên mình phải có góc độ cho sâu. Muốn giúp được người thân thì mình phải mạnh mẽ vượt qua người thân. Thí dụ bây giờ một chiếc thuyền nó đủ có thể chuyên chở 10 người thì nó phải có sức chở 10 người. Nếu như bây giờ mà chiếc thuyền này nó chỉ chở được một người, quý vị lên được 3-4 người thì nó cũng chìm chiếc thuyền này, hiểu không? Nên mình bây giờ bản thân mình mà tu còn phiền não đủ chuyện, bây giờ làm sao mình gánh người thân mình đây? Thì chính mình tu phải làm sao mà mình có được sự an lạc trong cái phiền não mà thoát ra được, trong cái ái nhiễm mà thoát ra được, không có bị họ buộc ràng, thì mình có năng lực, thì lúc đó mình mới nắm tay dẫn họ đi được. Nên có những người ở nhà có khi con cháu phát tâm đi tu, thì thật sự mà nói cái thời đại này mà con cháu đi tu thì mình nghe đạo mình cũng mừng con cháu được đi tu. Nhưng xin thưa quý vị, nếu như mà nó không đủ duyên thì cuối cùng nó đi tu cũng là uổng công vô ích. Nó không có gặp được cái pháp tu giải thoát quý vị à. Nhưng Đức thấy có mấy đứa nhỏ nhỏ nó ở một ngôi chùa, thời gian không gặp nó cũng mấy tháng. Khi gặp lại đứa nào đứa nấy nó mập lù vậy đó quý vị, mập dữ lắm. Nhưng những đứa đứng, những đứa quan sát, những đứa suy nghĩ, những đứa nói, những đứa cũng nuôi mấy đứa nhỏ, mà đây mấy đứa nhỏ nó dụng công phu 2-3 thờ, nó làm công quả, nó nhạy bén lắm quý vị. Nó không có nhồi nhét cái chuyện ngồi học. Thì những đứa thấy mấy đứa nhỏ trong chùa mình nó mập mà nó quạt bát, mà nó cái mặt nó tươi gói à, nó vui lắm. Mà nó nhìn nó thoáng là sao quý vị ơi. Còn tự nhiên những đứa nhìn mấy đứa nhỏ này không biết cha mẹ có để nhìn thấy không, sao thấy nó khù khờ mà nó mập kỳ cục quá. Nó mập rất là lạ, giống như mỗi ngày nó ngồi chỗ rồi xong nó ăn nó ngủ thì sao, mập rất là kỳ cục. Nếu bây giờ mà con mình nó đi tu mà nó ở trong cái môi trường vậy, khi tới lớn lên là quý vị coi những cái đứa này là những đứa gì, đứa vô dụng với thứ gì, nó không có một tâm huyết gì hết chứ, không có sự mạnh mẽ chứ. Thì bây giờ nuôi ra một con người vui vô dụng giống nuôi một con heo vậy đó. Thì suy nghĩ đi, giờ giống như mình nuôi một con heo thôi. Rồi cuối cùng rồi con heo này nó trả thịt. Rồi bây giờ mình nuôi một con người vô dụng thì cả đời ăn tổ rồi nó làm thân đi thịt chạy chết gục theo cỏ cây. Vô dụng. Nuôi một con người là cái quan trọng là đào tạo một tư tưởng cho một con người. Chứ đâu phải nói là thương con người ta ăn ngon mặc đẹp mập mạp, không có phương hướng là nuôi quý vị. Vì vậy quý vị nuôi con heo con chó cũng vậy thôi, cho nó ăn mập mạp cũng vậy thôi. Con người nó hơn loài động vật là nó ngay cái chỗ có tư tưởng. Bây giờ quý vị như coi con bò, con chó, con heo thì nó chỉ cần quý vị cho nó ăn ngon là nó theo quý vị à. Nó không có biết nhận định được cái gì chứ.
Ví dụ giờ Vy nuôi con chó, nó lúc nào cũng đi theo Vy, không có khó đâu. Bây giờ mỗi đồ ăn, đồ quý vị mỗi ngày Vy cho nó ăn ngon ngon đi, rồi quý vị nuôi sữa cho nó uống miếng đi, đồ ăn thứ uống của nó quý vị trộn cho nó quý vị. Ví dụ như cho một miếng nước bọt vào, trộn trộn đều đều lên, cho nó ăn vài lần thôi, nói với quý vị là một luôn, nó theo quý vị cho quý vị thấy. Mê mẩn quý vị đi theo quý vị, ai mà làm gì chứ. Ví dụ như chùa mình cũng có mấy con chó, như đeo máy niệm Phật cho nó, những đức thương nó bằng cách đó, chứ những đức con kêu nó ái nhiễm, những đức làm gì chứ. Còn nếu như mà nó quý thương mình thì mình đi tu, nó phải đi theo mình lên chánh điện tu để giúp nó giải thoát. Phải có tâm vậy chứ ai mà đi gánh nặng cái ái nhiễm chi. Nó ái không nhiễm không sanh ta bà, sanh cõi ta bà là do ái nhiễm. Bây giờ chúng ta phải thoát ra được cái ái nhiễm, sống có tình thương, sống vui vẻ, sống với con người mình hiểu, ai cũng có tình thương nhau chứ. Nhưng mà mình biết ở thế gian này một ngày nó cũng xa nhau, nên cái chuyện mình gầy dựng cực kỳ mạnh là ngay cái chỗ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì mình về cực lạc mình mới biết thăng bằng quyến thuộc mình ở đâu mình đến mình giúp đó. Nên những đức nói rằng những cái nơi mà nuôi trẻ em, mình phải gầy dựng cho con em người ta một tư tưởng kìa, sau này nó không tu nữa đi chăng nữa nó cũng không đến nỗi tệ quá, con người nó cũng có tư tưởng. Còn người trong chùa mình phải siêng năng. Những đức nói cái người nào mà siêng năng không lười biếng tu thì tức khắc có kết quả. Con người nào mà lưng đơ mà lười biếng thì quý vị coi dù có tu đi chăng nữa mà cũng đờ. Những đức ta thấy có nhiều anh em huynh đệ lúc mà làm giỏi siêng năng đồ hoạt bát thì tức khắc con người này nói chuyện nhạy bén, có tư tưởng. Còn một con người mà đơ không làm gì, không siêng năng thì quý vị coi tự nhiên họ nói chuyện như là nó bây giờ như miếng đồ hũ đi, nhão như miếng đồ hũ vậy đó. Người đàn ông mà như vậy, người nữ mà như vậy thì quý vị coi trên đường đạo này làm sao mà tu giải thoát đây. Nên mình là người tu nó mạnh mẽ. Đức Thích Ca Mâu Ni người ta là thái tử, vậy mà người ta đi tu người ta chịu sự sóng gió khổ đau cực kỳ, người ta đã thể hiện rõ ràng. Còn mình bây giờ vô trong đạo không đến nỗi khổ quá mà mình thấy còn than thở. Nó với mục tiêu mình đi vô trong đạo mình tu là mục tiêu giải thoát. Nên cái việc mà hơn thua sân hận á nha, nên xem lại. Tôi vô đây không phải để làm cái này đâu. Nên những cô mà làm việc mà gặp những đức mà nói lời qua tiếng lại nhau, thật sự mà nói làm chung. Thí dụ như bây giờ mình cứ nhiệt tình mình làm đi, cái người này mình kêu họ không làm, mình cứ lúc mình gặp người trên mình phải dịu cái tâm xuống, mình nói cho nó có bài bản đàng hoàng. Dù mình sống trong ngôi tam bảo, mình đến mình trình người trên ta cũng biết mình sao sao chứ, tính tình mình sao sao chứ. Nên tự mình xem lại mình, mình chưa đủ phúc đủ duyên, mình làm với người ta mình điều hành người ta không được, thì bây giờ mình cố gắng mình rèn luyện chính mình để dịu cái tâm lại. Tại vì mình vô chùa mục tiêu là tu giải thoát mà. Còn công việc thì xin thưa quý vị, làm cứ tự suy nghĩ kỹ lưỡng đi, thì công việc quý vị làm sẽ không khó đâu. Quý vị coi người ta mấy đạo tràng người ta chạy tới chạy lui tới số nhân sự luôn á, rồi người ta phải tính toán tiền bạc, rồi người ta phải giảng pháp một ngày mấy buổi nữa, việc này việc kia mà người ta cứ long nhong quý vị thấy giống ở không vậy. Nói quý vị coi những đức thời gian rất là rảnh rỗi nhiều, qua bên kia nằm nghỉ niệm Phật đồ thoải mái vô cùng, mà trong khi việc là bao nhiêu việc vậy, ta làm ta có lập trình của công việc rõ ràng, buổi trưa người ta đi ngủ nghe rõ ràng, giờ giấc người ta thoải mái vô cùng. Vì coi giờ giấc người ta làm ta có sự lập trình làm. Nên trong chùa có một cô cô làm việc mà cộng sổ sách, biết rằng cô làm kỹ nhưng cô làm cô không có một cái sự mà hoạt bát linh hoạt, nên cái sự làm của cô nó quá nhiều công việc giống như nặng nề. Lúc mà máy bán y thì cũng là như vậy, mà lúc gọn hết hoàn toàn thì cũng là thấy như vậy. Có khi tới giờ ăn cơm mà không qua sớm được, qua trễ nữa chứ. Thì coi nếu mình mà như vậy thì sau này cái người sau tiếp nối mình thì người ta làm sao được đây. Nên mình làm mình có phải có linh hoạt, có đầu óc kìa. Đời hay đạo gì mình có sự linh hoạt, sống động thì tức khắc á, mình nó mới hướng dẫn và mình chỉ dạy người, và người ta đi theo mình thấy mình vui vẻ, hoan hỷ, dễ tính. Ai mà không thích đi theo mình. Nếu như những đức là người cọc cằn thô lỗ, không có vui vẻ gì, sao chùa người ta đi theo những đức đông dữ hả? Hàng Phật tử người ta quý những đức dữ vậy.
Nên mình tại sao mà cái chỗ làm mình không có ai theo mình? Xem lại mình đi. Cái này là nhắc nhở chung á, mình xem lại mình đi. Cầu có khó chịu thì ai mà đi theo mình? Thì đời đi chăng nữa, mình đi làm người ta cũng không ai quý mình, bạn bè cũng không có bao nhiêu. Còn trong đạo thì mình cũng thật sự cũng không ai quý mình, đúng không? Nên từ cái việc đi tu, gầy dựng tính nguyện, vượt qua khỏi ái nhiễm người thân, dài xuống đi tới cái chuyện rồi vô ngôi tam bảo, gầy dựng tu hành giải thoát. Rồi mục tiêu đi tu là giải thoát, mục tiêu đi tu là gầy dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà câu Phật hiệu này là danh hiệu hoan hỷ vui vẻ. Từ nơi đó quý vị có cái bài nói chuyện của người ta trong vòng chưa được nửa tiếng, mà cái sự lập trình nó từ cái đầu và đi đến cái cuối, vì coi nó từng câu lưu rít, từng câu từng chữ không? Nó quý vị nghe rõ ràng không? Niệm Đức chưa đọc cái đoạn văn của Đại sư Liên Trì mới giới thiệu chưa đọc. Đó, bây giờ quý vị nghe về cái đại hiếu mà Đại sư Liên Trì ngài dạy về cái người ở thế gian mà hành được cái hạnh đại hiếu nè. Hành đại hiếu ở thế gian, Đại sư Liên Trì dạy: giúp cha mẹ giải thoát sinh tử mới tròn bổn phận đạo làm con. Hạnh hiếu lớn nhất ở thế gian không gì hơn khuyên cha mẹ niệm Phật, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Giả sử chúng ta cúng dường cha mẹ rất nhiều vàng ngọc châu báu, xây nhà cao đẹp lộng lẫy cho cha mẹ ở, nhưng lúc già chết đến, cha mẹ không thể mang theo được. Trong cuộc sống dẫu nhiều năm được gần gũi bên cha mẹ, ăn cần thăm hỏi với tâm mến thương, tất cả đều chỉ là hư giả tạm thời. Chỉ có khuyên cha mẹ thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mới tròn đạo hiếu thảo. Đây mới thực sự mờ đón cha mẹ đến chỗ hoàn toàn lợi ích. Nguyện khắp thiên hạ những người con có tâm hiếu thảo, cố gắng phụng dưỡng và báo đáp công ơn cha mẹ với tâm hiếu thảo này. Đó. Quý vị coi ở thế gian, cái người làm con trai con gái này, nó đi có chồng rồi có khi cha mẹ nó còn không ngó ngàng nổi nữa. Muốn về thăm mà còn không về được, nó bận quá. Vì coi bao nhiêu con người chưa? Nói cái chuyện hiếu. Có nhiều người trong chùa đi tu, tự nhiên nghe đạo rồi tự nhiên chạy về báo hiếu cha mẹ. Chạy về ngoài đời luôn, nghỉ tu luôn, hiếu gì nữa giờ? Lời Đại sư Liên Trì dạy rõ ràng chưa? Nên những đức nói rằng là mình mạnh mình mới kéo người thân vào chùa được. Những đức thấy người thân những đức là cứng nhất luôn, mạnh nhất luôn, nặng nhất luôn rồi. Vậy mà những đức ở đây mà họ còn đến họ tu. Vì sao? Vì tôi vượt qua được cái sự ái nhiễm của người thân. Đúng ra người ta đi tu mười mấy năm nay, bây giờ như những đức mà đi về quê đồ, giống như nó có một cái sự gì mà làm cho mình kiêu ngạo ngã mạn lắm đó quý vị. À, tại vì sao đi tu bây giờ nhiều người biết đến, đi về quê cái là y người ta tập trung về. Đúng ra vậy cái lỗ mũi to lên, lâu lâu thích về quê chảnh chẽ ba lá hẹ. Nhưng mà những đức nói rằng cái đó có gì đâu, mình vẫn là kẻ phàm phu, chưa được cái chuyện giải thoát. Cái chuyện này không có gì hay ho cả. Thôi mình cứ nhiệt tình mình ở trong ngôi tam bảo, mình phục vụ những chúng sanh hữu duyên gì. Thì quý vị coi ở dưới quê những đức mỗi lần lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, người ta lên đây rất là đông, người thân anh chị rồi về đây rất là nhiều. Nó mình cứ ở đây đi, người ta tự nhiên về chùa. Mà những đức thấy rằng cái người tu của mình, thầy chùa là ở trong chùa là có giá nhất. Thầy chùa mà đi lông ngông ở ngoài đường là những đức thấy không có giá trị gì chứ. Nó thật á, kẹt quá, đây qua bên Đại Tùng Lâm á, những đức qua bên đó là vì có đậu tràng bên đó những đức mới qua. Những đức thấy rõ ràng mình là thầy chùa, mình đi vào trong ngân hàng, thầy chùa mình đi ngoài đường lông nhông đi với Phật tử, những đức thấy mình có giá chút nào. Mấy bà Phật tử lớn lớn tuổi thì bà cũng tiêu khiển thời gian đi chơi với mấy ông thầy được. Mấy bà ở nhà khi cũng buồn, chồng bây giờ cũng lớn tuổi hoặc nó cũng không ngó ngàng gì tới nhiều nữa. Bây giờ tìm mấy ông thầy bỏ chút đỉnh tiền để mà tiêu khiển thời gian. Hãy xem kỹ lại cái tâm mình, nhận thức cho thật kỹ đi. Chứ nói tu cái chuyện giải thoát thì cái chuyện mà đi vòng vòng lông ngông ngoài đường là ít lắm quý vị. Nên trụ tâm được một nơi. Còn nếu như mà nhà chùa đặt trách mình công việc vì ngôi tam bảo thì mình phải đi thôi à. Vì công việc này mình coi cần phải đi thì nhất định mình phải đi. Còn nếu không thì mình lông nhông ngoài đường này, những đức nói thật sự. Quý vị là ông thầy chùa mà ngồi quán cà phê, ngồi ăn uống ngoài đường, quý vị coi cái giá trị quý vị nó không cao.
Nhưng mà quý vị ở trong chùa là người ta vô chùa gặp quý vị là cái giá quý vị rất là cao. Nhà Đức nói thật á, nhà Đức thấy chỗ này rõ ràng. Mình là người tu cạo đầu đồ này kia mà mình đi long nhong ngoài đường, đi mua cái này mua cái kia, kẹt chẳng đã cái việc trong ngôi tam bảo, mình phải lo chuyện đó thì mình đi không có sao. Nhưng mà nói về đi chơi đồ bên ngoài, Đức nói không biết mình là thầy chùa đi chơi đâu luôn. Ngày xưa những Đức là người mê đi, nhất cái chân này là chân đi nè. Vậy mà từ khi những Đức bước vào ngôi tam bảo là những Đức thấy rằng mình không phù hợp cái chuyện xã hội. Để mình cứ gây dựng trong đạo, người ta xã hội đi tìm mình, người ta có khó khăn gì người ta tìm mình, mình đủ năng lực để giải tỏa cho người ta. Nên cái giá trị của người tu chỉ ở trong ngôi tam bảo mới là có giá trị quý. Thí dụ như giờ tượng Phật người ta bước vào chùa là người ta sẽ lại Phật. Nhưng nếu pho tượng Phật nó bị để giữa đường, kẻ đi qua người đi lại cũng không mấy người lại, hiểu không? Nên tượng Phật nằm trong ngôi tam bảo thì tức khắc tượng Phật có giá trị vô cùng. Mỗi ngày người trong ngôi tam bảo kính trọng, lau dọn kỹ lưỡng. Còn nếu như tượng Phật để ngoài đường thì mặc cho gió bụi phủ kính, kẻ qua người đi lại thấy lờn mắt, cũng gieo cái duyên nhưng mà cái tâm không có cung kính tôn trọng. Nên những Đức nói cái người trong chùa, người xuất gia ở trong ngôi tam bảo hành đạo ít bao giờ đi long ngong là nhất định quý vị sẽ có giá. Người xuất gia suy nghĩ đi, đơn giản thôi, cái chuyện người xuất gia như mình nè, biết rằng là bây giờ mình làm một số việc lợi ích, mình có phước mình mới được như vậy. Nhưng quý vị suy nghĩ nè, những Đức nói thật sự quý vị, mình là người tu như những Đức cầm chiếc xe hơi đi nè, người ta gặp mình là người ta nhìn mình bằng một ánh mắt gì? Thầy chùa đi xe hơi gì trời, thầy chùa mà công nhận tiền bạc nhiều thế ghê. Nhưng thế gian họ đâu có hiểu rằng ông hay bà ở thế gian làm một cái chuyện này, tạo sự nghiệp cực khổ, còng lưng làm là vì con cái gì, gia đình nhỏ bé. Còn người ta trong ngôi tam bảo tụng một hồi kinh thôi, bị coi bao nhiêu con người được nhờ chưa? Nó tụng một hồi kinh thôi là bao nhiêu con người được nhờ, niệm một câu Phật hiệu bao nhiêu con người được nhờ, cái hình tướng của ổng bao nhiêu con người gặp một cái là nghĩ chữ Phật một cái là bao nhiêu con người được gieo cái duyên đắc độ về sau chưa? Nên tại sao tịch tịch tàng tàng, thầy chùa đơn giản mà sao điều kiện cũng đầy đủ nhiều chứ à? Có nhiều thầy chùa tiền bạc cực kỳ nhiều luôn á. Quý vị biết cái phước trong ngôi tam bảo á là lợi ích cho chúng sanh, dù là không có tâm giải thoát nhưng chỉ cần làm một số việc lợi ích cho chúng sanh, gieo cái duyên thôi, cũng là cái phước thế gian này cực kỳ lớn rồi. Nên Đức Phật có nói rằng là tất cả các con gặp Phật pháp là gặp chăn bảo rồi đó, đã là chăn bảo trước mặt mà chạy đi tìm kiếm. Nên người thế gian họ chạy đi tìm kiếm, họ gom góp đem về cho một gia đình, rồi họ mua sự nghiệp của cải gì cũng là gia đình họ xài à. Còn người ta trong ngôi tam bảo là người ta có thể rộng rãi ra. Nên tại sao quý vị con thầy chùa cái phước ông lớn dữ vậy? Thầy chùa bây giờ là thầy chùa hiện đại. Nếu như mà quý vị không duy trì được cái tâm giải thoát thì cái hiện đại này là hại điện á, cho quý vị cuộc đời bị tiêu luôn á, chứ đừng có nói đùa, thấy không? Vật chất này nó dẫn dắt quý vị không còn cái tâm tu giải thoát đâu. Nó nên cái phương tiện càng ngày nhà Đức đi tu, nhà Đức thấy đúng là rõ ràng trong thời đại này cần có cái phương tiện. Nhưng mà đừng bao giờ bị cái phương tiện này nó buộc mình chết ở trong cái đó chỗ đó thì quý vị thoát được. Còn nếu quý vị thoát không được thì gán chịu. Nó cái chuyện mà mình là ông thầy chùa nè, chạy xe hơi đi ra bên ngoài thôi, người ta gặp mình, người ta có những người không hiểu, người ta đã nhìn mình những ánh mắt, thầy chùa mà đi xe hơi được không chào, thầy chùa mà đi tay ga được không, dưới quê thấy rõ ràng không? Nó từ nơi đó cái góc độ người ta nó không có thoáng, nó không có phước, chiếc xe đạp cũng không có nữa, đường xe hơi, cái phước của người ta nó dày quá, người ta mới ngồi trên chiếc xe đó người ta đi được. Nó từ nơi đó mình là người tu hành nó phải thông thoáng ra thì tức khắc quý vị tu an lạc và tự tại vô cùng. Nên tất cả những người con, người cháu phát tâm đi tu, con đường này quý vị phải đi, phải mạnh dạn quyết đoán. Nhưng tu với mục tiêu là gặp tịnh độ, làm việc trong ngôi tam bảo là thấy rõ ràng có lợi ích cho chúng sanh. Người này làm việc lợi ích chúng sanh, mình đi theo, mình cùng chung tay. Còn nếu bước vào ngôi tam bảo mà không có làm việc gì ra việc gì hết, ngồi đó để mà chờ tụi em đến cúng để ăn vậy thôi, cái ngôi tam bảo này dù có cầu tôi ở đây tôi cũng không ở nữa. Còn đến một ngôi tam bảo người ta làm việc lợi ích cho chúng sanh, tu hành giải thoát, mỗi ngày khuyên mình tu giải thoát. Nơi này mà tôi lỡ làm sai cái gì đuổi tôi, bây giờ tôi cũng nài nỉ, tôi xin ở lại cho tôi cơ hội nữa. Phải nhớ, phải có sự nhận thức như vậy đó, thì con đường này mình đi tu mình sẽ biết mình sẽ vị trí làm sao để phù hợp và làm ở đâu để phù hợp. Nó rất là
hoạt bát Phật pháp, sống động trong Phật pháp, thì quý vị nhất định an vui tự tại. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi, từ người xuất gia cho đến hàng cư sĩ, chúng ta nghe được đạo mỗi ngày, gầy dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, động sanh về tịnh độ.